Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 4 sức kính diệu. Trong lúc xem bài giảng, thầy Liêm đi các em hay dễ hiểu. Các em sẽ hứng và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học tiếp bài 11, toán lớp 4 sức kính diệu trang 28 đến trang 30 nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 thực hiện tính theo mẫu nha. Mình sẽ điền theo mẫu, mình sẽ quan sát như vậy. Ở đây mình sẽ có số và mình sẽ có lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị. Lớp đơn vị sẽ có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Lớp nghìn sẽ có hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn. Lớp triệu sẽ gồm có hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Như vậy số 150927643 thì mình sẽ viết ra từ hàng đơn vị tới hàng trăm triệu. Như vậy là 150 này chính là lớp triệu, nên mình sẽ đọc là 150.927.647. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ làm dòng tiếp theo là 293190180. Như vậy mình sẽ để là 293190180. Như vậy số 0 hàng đơn vị, số 8 hàng chục, số 1 hàng trăm. Mình sẽ viết vào đây. Số 0 hàng đơn vị, số 8 hàng chục, số 1 hàng trăm. Số 0 này hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn. Số 0, số 9, số 1. Tiếp theo là số 3, số 9, số 2. Như vậy là 293 này thuộc lớp triệu, mình sẽ đọc là 293 triệu. 190 này thuộc lớp nghìn, mình sẽ đọc là 190.000. 293 triệu, 190.000, 180. Đúng không? Nhưng mà sẽ đọc ở đây sẽ là 293 triệu. Một trăm chín mươi nghìn. Một trăm tám mươi. Đúng này. Như vậy mà sẽ ghi cách đọc sẽ là 293 triệu, 190.000 và 180. Giờ tiếp theo sẽ là 303000. Giờ như mình viết thứ tự từ trái phải 303 giờ sáu số 0 nha. 303 giờ sáu số 0. Như vậy là số 303 sẽ thuộc lớp triệu, nên mình sẽ đọc là 303 triệu. Mình sẽ ghi cách đọc ở đây là 303 triệu. Đúng này. Giờ tiếp theo là 765174524. Mình sẽ viết theo thứ tự là 765174524. Giờ 765 thuộc lớp triệu, mình sẽ đọc là 765 triệu. 174.524. Mình sẽ ghi cách đọc bên đây. 765 triệu. Một trăm bảy mươi bốn nghìn. Năm trăm hai mươi bốn.
765 triệu 174 nghìn 524. Và cuối cùng sẽ là 591 202 3 số 0. Mình sẽ viết theo thứ tự là 591 202 220 giờ 3 số 0. Giờ bây giờ mình sẽ ghi cách đọc như vậy: 591 220 3 số 0. 591 sẽ hợp nút triệu, mình sẽ đọc là 591 triệu 220 nghìn. Mình sẽ ghi cách đọc bên đây là 500 91 triệu. Hai trăm hai mươi nghìn. Đúng rồi. Như vậy là 591 triệu 220 nghìn. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 kem thứ ba, cái xong hết video hãy với kem thứ ba. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình biết các số sao, giờ cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số đó có bao nhiêu chữ số 0. Giờ mình sẽ làm câu số 2. Như vậy số đầu tiên sẽ là 30 39.000 thì mình sẽ viết là 39.000, thì mình thấy số này sẽ có 5 chữ số và có 3 số 0. Đúng này. Tiếp theo là 600.000. Sáu trăm mình sẽ viết số 600 giờ mà khi 3 số 0 thì mình thấy là số này sẽ có 6 chữ số và có 5 số 0 và 5 số 0, 5 chữ số 0. Tiếp theo sẽ là 20 triệu. 20 triệu mình sẽ viết 20 giờ khi 6 số 0 nữa là 20 triệu. Thì mình thấy là số này sẽ có 8 chữ số. Và có 7 chữ số 0. Ở đây mình sẽ có là 85 triệu. 85 triệu. Giờ thêm 6 số 0 là 85 triệu. Thì mình thấy là số này sẽ có 8 chữ số. Và 6 chữ số 0.
Tiếp theo sẽ là 700 triệu. Giờ quyết số 700, giờ khiêm 6 số 0 là 700 triệu. Thì mình thấy là số này sẽ có 9 chữ số. Và 8 chữ số 0. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 tìm hiểu bài cái xong bấm click video để biết tìm hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 số chẵn số lẻ, số chia hết cho 2 gọi là số chẵn. Chẳng hạn như các số 0, 2, 4, 6, 8 vân vân. 156, 158 và 160 là các số chẵn. Thì mình thấy là các số chẵn, các số chia hết cho 2 có nghĩa là số chia 2 không còn dư. Như vậy mình thấy là những số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là các số chẵn. Số lẻ là số không chia hết cho 2. Số không chia hết cho 2 gọi là số lẻ. Chẳng hạn 1, 3, 5, 7, 9, 567, 569, 571. Thì mình thấy là những số này sẽ có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là các số lẻ. Các số không chia hết cho 2 có nghĩa là số chia hết cho 2 dư 1 thì gọi là các số lẻ. Giờ mình sẽ làm câu E chứ. Như vậy là người câu E người ta hỏi là trong các số, số nào là số chẵn, số nào là số lẻ? Như mình trả lời là trong các số 41, 42, 43, 100, 3015, 60.868, 3 số chẵn này. Như vậy là những số chẵn là những số chia hết cho 2 là những số tận cùng là 2, 4, 6, 8. Như 42 là số chẵn. 100 tận cùng là 0 là số chẵn. Và 60.868 là số chẵn. Tiếp theo là các số lẻ. Những số lẻ là những số tận cùng là một, tận cùng là các chữ số 1, 3, 5, 7, 9, 41 số lẻ, 43, 3015 là các số lẻ. Tiếp theo là câu B. Nhận xét về chữ số tận cùng của các số lẻ, các số chẵn thì mình thấy là những số chẵn số tận cùng là 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Còn các số lẻ tận cùng 1, 3, 5, 7, 9 nhé. Người ta kêu nhận xét về chữ số tận cùng trong các số lẻ. Ở câu E. Chữ số tận cùng. Trong các số chẵn. Trong các số lẻ chứ. Trong các số lẻ. Ở câu E. Là chữ số tận cùng. Chữ số tận cùng trong các số lẻ ở câu E. Thì mình thấy là chữ số tận cùng sẽ là 1, 3, 5. Tiếp theo là chữ số tận cùng trong các số chẵn ở câu E. Số chẵn. Ở câu E là như mình thấy là các số chẵn ở tận cùng của câu E tận cùng là 2, 0, 8. Mình có thể để là 0, 2, 8 cũng được.
Tiếp theo là câu C. Câu C, người ta kêu mình đọc không tin sao giờ là ví dụ minh họa. Mình sẽ đọc không tin trước. Các số có tận cùng, các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì sẽ chia hết cho 2. Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 sẽ không chia hết cho 2. Giờ mình sẽ đưa ra các ví dụ các số chia hết cho 2 chứ. Ví dụ các số chia hết cho 2 đây. Như vậy những số chia 2, chia hết cho 2 tận cùng được không? Ví dụ như là 30 đúng này, 42, 54, 66, 98 vân vân đúng này, thì những số này sẽ chia hết cho 2. Tiếp theo mình sẽ cho ví dụ các số không chia hết cho 2. Giờ các số không chia hết cho 2 tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Ví dụ như là 21, 33, 45, 57, 69, vân vân. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em bấm click video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4, câu A, người ta kêu nêu số chẵn thích hợp cho mỗi ô dấu chấm hỏi sao? Giờ mình sẽ điền vào và số thích hợp vào dấu chấm hỏi. Nhưng nêu các số chẵn, số đầu tiên là 280, tiếp theo là 282. 284 thì mình thấy đi từ trái qua phải sẽ tăng thêm 2 đơn vị. Số này cộng thêm 2 và số này cộng thêm 2 và số này. Như vậy số này cộng thêm 2, 284 cộng thêm 2 sẽ là 200. 86 cộng thêm 2 sẽ là 288, cộng thêm 2 nữa sẽ là 290. Câu B, người ta kêu mình nêu các số lẻ thích hợp cho mọi ô dấu chấm hỏi, mình sẽ làm tương tự. Số đầu tiên là 8167, tiếp theo là 8169, tiếp theo là 8171, khi mình cũng thấy đi từ trái qua phải cộng thêm 2. Số này cộng thêm 2 và số này. Số này cộng thêm 2 và số này. Tiếp theo mình sẽ lấy số này cộng thêm 2. Như vậy 8171 cộng thêm 2 sẽ là 8.173. Đúng nè. Giờ tiếp theo cộng thêm 2, 8173 cộng thêm 2 sẽ là 8.175. Đúng không? Giờ cộng thêm 2 sẽ là 8177 nha. Giờ như là mình xong câu số 4. Câu số 4 kem hiệu bài, cái sau bấm click video, hãy bấm kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Người ta kêu mình viết một số có bốn chữ số, giờ đố bạn số đó là số chẵn hay số lẻ. Mình quan sát hình, ví dụ như bạn này đố bạn này là 2023. Đố bạn 2023 là số chẵn hay số lẻ chẳng hạn. Bây giờ ví dụ mình sẽ đố bạn của mình số khác chẳng hạn. Thì sau ví dụ khác. Ví dụ mình sẽ đố một số khác. Đố bạn 2023
2086 chẳng hạn, là số chẵn hay thứ bảy? Đúng rồi. Giờ bạn của mình sẽ đưa trả lời đó là đây là một số chẵn, đúng rồi. Như là mình xong câu số 5 nha. Câu số 5 các em sẽ đố bạn của mình các số khác. Giờ bạn của mình sẽ trả lời đúng nè. Nhưng mình sẽ quý một số sẽ đố bạn của mình nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Những câu còn lại mình sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nhớ đó xem. Như mình xong bài giảng hôm nay nếu các em hay thì giảng dự hiệu bấm khích. Chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh Hề Liêm, các em xong nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.